Thông tin ban đầu, gần 7 giờ sáng ngày 16 tháng 10, một kho nhựa ở phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bất ngờ cháy dữ dội, lan ra ngoài, khói đen bốc cao hàng chục mét. Mặc dù thời điểm này có mưa, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên nhanh chóng và bao trùm cả nhà kho rộng hàng trăm mét vuông. Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đã đến hiện trường dập lửa. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa một đoạn đường xung quanh khu vực cháy để phục vụ công tác chữa cháy. Đến hơn 8 giờ, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn dày đặc. Đến hơn 9 giờ, công tác chữa cháy vẫn còn tiếp tục để dập tắt đám cháy hoàn toàn, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.